Ông gọi những người ủng hộ Nga là Nga con, vậy ông ủng hộ Ukraine gọi là phát xít con này. Cái này nó tùy thuộc. Thứ nhất là khi mà phải dùng cái từ con ấy, là tại sao người ta dùng từ con? Tức là các ông đã xứng đáng là con người chưa? Các ông đã xứng đáng làm người chưa? Hay chỉ đơn giản là các ông là con bởi vì các ông đưa ra những thông tin xuyên tạc, ông cổ suý tội ác. Cứ các ông cứ cho rằng tôi đang ủng hộ Ukraine đi, nhưng tôi có đưa ra bất cứ một cái thông tin xuyên tạc nào không? Thì đó mới là vấn đề. Cái tên gọi đấy. Nếu như các cụ ngày xưa nói là mỗi một bài văn ấy, nó sẽ đưa ra một cái tựa đề, cái tựa đề này đấy, nó sẽ khái quát cái nội dung ở trong một cái bài văn đó. Ví dụ như là một cái bài văn của ông này ông kia chẳng hạn, hay là một cái trích đoạn tiểu phẩm này trường và kia, người ta đều đưa ra cái tựa đề, tức là cái tên đấy, cái tên nó sẽ khái quát được những cái đặc điểm, cái bản chất của nội dung trong xuyên suốt của cái đấy. Thì bây giờ tôi không muốn làm Nga con, tôi muốn làm những người ủng hộ Nga, ok tôi đồng ý. Vậy ủng hộ Nga thì có cần phải đưa ra thông tin xuyên tạc hay không? Đó mới là vấn đề. Nhưng tại sao các ông lại cứ đưa ra thông tin xuyên tạc để làm cái gì? Ông gọi thế giới đa cực. Bây giờ tôi hỏi ông, đa cực tức là phải rất công bằng đúng không? Công bằng thì Nga và Ukraine các đã được gọi là công bằng hay chưa? Rồi các ông thậm chí còn gọi Nga là gì? Nga là xã hội chủ nghĩa. Bây giờ phe là phe xã hội chủ nghĩa đánh với tư bản. Nhưng ông đưa ra những thông tin đấy để làm gì? Để làm ngu dân à? Thế thì cái tội của ông đối với nhân dân đấy, ông xứng đáng làm người không? Mà chả gọi là con. Còn các ông gọi tôi là cái gì không quan trọng, bởi vì các ông chưa chứng minh được cái bản chất của tôi trong cái lời nói đó. Tại sao gọi ô tô tải? Là bởi vì nó chuyên để tải hàng. Tại sao gọi là máy máy xúc? Bởi vì nó chuyên dùng để xúc đất. Các ông phải biết được nó thì ông mới đặt được tên. Còn khi mà các ông chưa biết bản chất người ta mà các ông cứ đặt tên bừa, tên bãi, thì cái tên nó không có giá trị. Thì đây, quan điểm của bạn là thích UK, còn bên Minh Tiến thích Nga, nên hai bên không cùng quan điểm, nên người này chơi người kia là hiển nhiên. Không phải, tôi không thích UK. Các bạn đừng có nói là tôi thích UK. Tôi nói thật, cái ấn tượng của tôi về UK chả có gì ngoài Andrei Shevchenko. Tôi nói các bạn à, để mà nói như này này, là quan điểm của tôi về UK, tôi không bao giờ có ấn tượng bất cứ một thứ ấn tượng gì về Ukraine. Nếu như mà ấn tượng của tôi duy nhất Ukraine là gì, là một đất nước của những cô gái xinh đẹp và các cô gái Ukraine rất thích lấy chồng Trung Quốc. Ấn tượng của tôi về Ukraine là gì, là Andrei Shevchenko. Ngoài ra không còn bất cứ một cái ấn tượng nào khác nữa. Nhưng lần này Ukraine họ đang tái hiện lại hình ảnh của dân tộc Việt Nam chống Mỹ, thì tôi nhìn vào đó tôi mến phục và tôi cần ủng hộ cái chân lý thế thôi. Thế còn cái việc các bạn thích Nga tôi cũng không quan tâm, các bạn thích đó là cái quyền của các bạn, thích ai cũng thích, tôi cũng thích nước Nga nhưng cách thể hiện của tôi khác, các bạn thích nước Nga cách thể hiện của bạn khác, nhưng đừng có xuyên tạc là được. Tôi nói ví dụ như Zelensky bây giờ là với cương vị là một tổng thống, khi đất nước của ông ta đang phải chiến lại một cái đất nước khác xâm lược mình, thì ông ta đi xin viện trợ, đi vay giặt là chuyện rất bình thường. Tại sao dè biểu đấy gọi là bốc bắt họ? Thái độ như thế thôi mà nó lan rộng ra cả cái fan của các bạn như vậy, nó sai lệch mẹ vấn đề chưa? Nó gọi Zelensky đi bốc bắt họ khác gì ngày xưa đấy, đảng chính phủ chúng ta cũng đi bốc bắt họ. Nói các bạn nên nếu như là nó chửi Zelensky à, đi bốc bắt họ, Edgar thoải mái, trả lại Edgar thoải mái. Thế Việt Nam ngày xưa nhận bao nhiêu viện trợ của Liên Xô, của Trung Quốc, của các nước anh em sau chủ nghĩa? Không lẽ chúng ta là những kẻ đi bốc bắt họ à? Các ông truyền tải cái thông điệp đấy cho người nghe để làm gì, mục đích gì à? Đấy đấy, người ta gọi là gì, đang đang thực hiện chính sách ngu dân, đang tiếp tay cho kẻ thù. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia mà hiện tại đó toàn nghe thông tin xuyên tạc không, cái thứ đấy thứ tôi không 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 chấp nhận, bởi vì cái cuộc chiến Nga Ukraine nếu nói ảnh hưởng Việt Nam không ảnh hưởng nhiều, nhưng cái nền tư tưởng ấy, nó ảnh hưởng rất sâu. Nền tư tưởng ấy nó tạo ra cái gì, nó tạo ra cái kiến thức. Người ta nói rồi, nhân tài có thể thuê, nhân tài có thể gọi, nhưng hiện tài thì phải đào tạo, đào tạo ngay từ trong nền tư tưởng. Chắc có lẽ nói những cái điều đấy anh em Nga con không hiểu đâu, thế nào là nhân tài, thế nào là hiện tài. Nhân tài tức là nói về trí óc đúng không, hiện tài vừa trí óc còn thêm trái tim, trình độ của ông rất tốt rồi nhưng nền tư tưởng ông kém, không thể gọi là hiện tài được. Bây giờ ông có đầu có óc đúng không, nhưng mà trái tim của ông hướng về đâu, có hướng về tổ quốc hay không, có hướng về dân tộc hay không? Khi các ông không hướng được về cái lý tưởng chung ấy, thì cái tài của ông ấy nó sử dụng sai mục đích, vứt đi.